Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ như hồi sáng chúng tôi có nói đó, mặc dù là mình mở ra cái trung tâm chăm sóc hô hấp sau này là để rõ là đơn vị quản lý bệnh nhân hen và COPD ngoại trú, Asthma COPD Outpatient Care Unit, viết tắt của nó là EcoQ. Mặc dù là mình viết cái tên như vậy đó, nhưng mà các bạn thấy là bệnh nhân họ sẽ đến với mình, không phải chỉ hen và COPD. Và đây là một cái điều rất rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thế thì tôi thấy rồi, một bệnh nhân khó thở đến với mình tìm được 27 nguyên nhân. Cho nên cái điều đó rất là kinh khủng. Các bạn thấy một người khó thở, các bạn phải nghĩ là cái gì trong 27 cái mà tụi tôi đã tìm thấy. Thì các bạn thấy là cái hô hấp ký đó, đặc biệt là đường cong lưu lượng thể tích, nó cho các bạn biết người này bị tắc nghẽn ở ngoài lồng ngực. Các bạn thấy không? Thì cái câu này là câu của giáo sư Carmo Tram. Hít vào là hít vào trong. Thì nếu mà nó tắc nghẽn ở cái thì hít vào, thì như vậy cái tắc nghẽn này nằm ở bên ngoài lồng ngực. It's a your phrase. Yeah. Hít vào trong, mà nếu bị tắc nghẽn đường hít vào trong thì như vậy là tắc nghẽn ngoài lồng ngực. Và ngược lại thì này là thì thở ra. Thở ra ngoài mà bị tắc nghẽn thì như vậy tắc nghẽn ở bên trong lồng ngực. Và có một cái tắc nghẽn cố định, tức là hít vào cũng bị, thở ra cũng bị, thì có thể là ở bên trong hoặc là ở bên ngoài lồng ngực. Thì như thế các bạn có được cái tắc nghẽn ngoài lồng ngực, mình cái tiếng ở trong sinh lý thì mình gọi là tắc nghẽn không cố định, thì hít vào. Tắc nghẽn trong lồng ngực thì tắc nghẽn gọi là không cố định, ở thì thở ra, và tắc nghẽn cố định. Và các bạn có thể nghĩ đến hội chứng hạn chế, ngưng thở khi ngủ, một loạt các nguyên nhân hô hấp khác, và những cái nguyên nhân ngoài hô hấp các bạn cũng phải nghĩ đến. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào các cái chẩn đoán phân biệt với hen và COPD mà chỉ cần hô hấp ký. Và sau đó hô hấp ký mở đường cho các bạn sẽ làm tiếp các cái test khác. Chúng ta nhắc lại, chúng ta sẽ có một cái bệnh nhân tắc nghẽn thì hít vào. Hít vào là hít vào trong, như vậy tắc nghẽn này ở ngoài lồng ngực. Ví dụ các bạn thấy đây, bệnh nhân tắc nghẽn. Đôi khi đó, 6 hình là các bạn chỉ thấy một hình thôi. Nhưng một hình là cũng đã rõ lắm rồi, cũng đã là quyết định rồi. Thì bây giờ tắc nghẽn ở ngoài lồng ngực, thì cái mà dễ nhất là chúng ta nghĩ tới cái bướu giáp. Thì các bạn thấy mổ ra sau bướu giáp, các bạn thấy là cực kỳ đẹp không? Thì cái bệnh nhân này là mổ ra một cái bướu giáp rất lớn. Một bướu giáp rất lớn. Và khi mà mổ ra thì đường hô hấp ký trở về bình thường. Bạn thấy ha, lúc này là cái đường hít vào nó đã trở thành một cái hình bán nguyệt rõ ràng rồi, cũng của chính bệnh nhân đó. Và cái điều rất là nguy hiểm đó là cái bướu giáp đây nó đẩy cái khí quản qua, cho nên bệnh nhân khò khè khó thở. Và bệnh nhân nói với mình là ban đêm tôi phải ngồi ngủ. Thế thì mình nghe là khó thở về đêm rồi ngồi ngủ, mình rất nghĩ tới hen đúng không? Cho nên có những bệnh nhân bị bướu giáp ác tính, bị các bác sĩ điều trị hen 3 năm, đến khi mà đến mình thì nó đã di căn vào khí quản rồi. Cho nên các bạn phải hết sức lưu ý. Và bây giờ không biết ở ngoài Bắc thì sao, chứ ở trong Nam thì ung thư giáp là nhiều lắm luôn. Và các bạn cũng có thể thấy một cái kiểu hình khác, nó giống như cái bướu con lạc đà các bạn ha. Thì cái này các bạn cũng nên nghĩ tới cái bướu giáp, tại vì nó nằm ngoài lồng ngực. Thì cái siêu âm ra thì cũng thấy là có một cái nhân giáp hai thùy, và cũng phải được điều trị phù hợp. Và đến một cái thứ hai nữa là các bạn cũng phải hết sức quan tâm, mà nó cũng hơi khó chẩn đoán, đó là cái rối loạn chức năng dây thanh, hoặc là cử động dây thanh nghịch thường. Thì mình thích cái chữ này hơn, paradoxical vocal commotion, là tại vì nó cử động khác với cái quy luật của nó. Thì các bạn nhìn cái hình này,
Việc đầu tiên là các bạn thấy cắt cục thì hít vào. Thì như vậy là mình sẽ xác định ngay là ở ngoài lồng ngực các bạn ha. Cái thứ hai nữa, các bạn thấy nó rung như vậy. Rung mà nhuyễn với cái tần số mà cao như vậy thì các bạn nên nghĩ tới dây thanh. Nên nghĩ tới dây thanh. Thế thì như thế mình sẽ gửi đến bác sĩ tai mũi họng. Thì bác sĩ tai mũi họng sẽ, nếu mà rất là may mắn đó, thì các bạn biết là hai cái dây thanh này thì bác sĩ sẽ bảo bệnh nhân hít vào và bệnh nhân thở ra. Thì nếu mà bình thường thì các bạn hít vào thì hai dây thanh nó phải mở ra để cho mình hít vào, đúng không? Còn khi mình thở ra thì sao ta? Thở ra thì hai dây thanh sao? Có đóng không? Đóng đâu, các bạn đâu thở ra được. Nó khép lại hơn chút xíu. Thì đây á, là thì thở ra. Như vậy bệnh nhân hít vào thì lẽ ra nó phải mở lớn hơn, đúng không? Thì nó đóng lại. Các bạn chỉ có một cái hình thoi ở chỗ này thôi. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, các bạn hít vào mà dây thanh đóng lại thì các bạn sao? Các bạn không thể hít được, đúng không? Cho nên á, cái mà giúp cho tôi nghĩ đến cái rối loạn chức năng dây thanh á, lần thứ nhất là nhờ cái hình. Đương nhiên rồi, cái hình này làm mình nghĩ tới dây thanh. Nhưng mà cái ấn tượng nhất á, là sự sợ hãi của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân bị hen á, thì lên cơn hen là lên từ từ. Ho hò hè, khó thở, nặng ngực dần dần lên. Nhưng mà các bạn thấy dây thanh mà nó đóng một cái thì là rất là đột ngột. Và bệnh nhân nói rằng là tự nhiên tôi đang ngủ, hoặc là tôi hít vào một chút, hoặc tôi sặc một chút, thì tự nhiên tôi không hít vào được nữa. Tôi thấy y như ai siết cổ tôi vậy. Tôi thấy tôi chết tới nơi. Bệnh nhân rất rất sợ hãi. Cái đó là các bạn phải nhớ, để mà các bạn phân biệt với hen. Và bệnh nhân nói là ngày hôm sau tôi viết di chúc, tại tôi thấy là tôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Hoặc là bà vợ đi theo thì nói là ông ấy trối hai lần rồi. Các bạn ha. Thì đây là một cái chẩn đoán phân biệt vô cùng quan trọng đối với hen. Tại nếu các bạn nghĩ là hen, tại vì cũng xảy ra ban đêm, cũng khó thở vậy, các bạn cho phun Ventolin thì sao? Tốt không? Không hề có hiệu quả gì hết, đúng không? Cho nên rồi các bạn nghĩ là ủa, mình trị hen bậc 4 mà không hiệu quả thì các bạn lên bậc 5. Các bạn cho bệnh nhân uống corticoid, hoặc là trong bệnh viện thì như thế này, các bạn đặt nội khí quản, các bạn sẽ làm cho bệnh nhân rất là tội nghiệp, gần như là hen nặng. Thật sự là họ chỉ bị rối loạn chức năng dây thanh. Cho nên nếu các bạn gửi qua bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ tai mũi họng nhưng mà hên lắm á, thì các bạn mới được cái hình này, chứ không phải lúc nào các bạn cũng được có một cái chứng cứ như vậy đâu. Và bác sĩ tai mũi họng có thể nói với các bạn là phù nề sụn phễu hai bên, nghĩ tới trào ngược. Thì cái này cũng là một cái nguyên nhân rất lớn của cái rối loạn chức năng dây thanh các bạn ha. Cho nên là các bạn sẽ, cái nguyên nhân của nó thì rất là nhiều. Rối loạn tâm lý do vận động, do tổn thương thần kinh sau phẫu thuật, nhưng mà tôi thấy là trào ngược là rất là nhiều các bạn ha. Các bạn điều trị cái trào ngược thường thì gặp phụ nữ, nhưng mà tôi thấy đủ người hết trơn á, đủ mọi lứa tuổi. Đang ngủ phải bật dậy vì không thở được, không thể nói được các bạn ha. Các bạn cho Ventolin là không có hiệu quả gì hết. Và cái này đường cong lưu lượng thể tích là giúp các bạn, và các bạn phải nội soi thanh quản. Đây những cái trường hợp, ví dụ như đây là một cái trường hợp cũng bị VCD và kèm theo trào ngược. Các bạn thấy cắt cột, các bạn thấy rung của dây thanh. Các bạn gửi nội soi tai mũi họng, và khi các bạn điều trị tốt, các bạn thấy không? Hết các cục, hết các cục. Đó, tức là lúc nào các bạn cho ra một cái chẩn đoán thì các bạn phải điều trị, làm một cái test khác để khẳng định chẩn đoán của mình. Và bệnh nhân là cảm ơn các bạn vô cùng luôn, tại vì họ thoát qua những cái cảnh mà quá là khủng khiếp, đúng không? Và điều quan trọng là các bạn không được điều trị như hen ở những trường hợp này. Có thể là kết hợp với hen thì các bạn sẽ điều trị cả hai. Bệnh nhân cũng có thể đến với các bạn vì liệt dây thanh.
Các bạn thấy một bác sĩ tai mũi họng sẽ bảo bệnh nhân hít vào thì chỉ có cái dây thanh bên phải nó biết mở ra thôi, dây thanh bên trái nó đứng yên ở đường chính giữa. Những bệnh nhân như vậy cũng tìm đến các bạn vì họ cũng rất là khó thở. Thì mình cũng thấy cắt cục thì hít vào, các bạn nhớ không? Hít vào là hít vào trong như vậy, tắc nghẽn ở nằm ngoài lồng ngực và rung của dây thanh. Thì các bạn có thể là liệt khép dây thanh trái, liệt khép dây thanh phải. Hình ảnh rất là rõ ràng đúng không? Liệt khép hai dây thanh. Đây là một cái trường hợp rất 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 là kinh khủng. Các bạn thấy hít vào thở ra gì cũng vậy ha. Bệnh nhân này đó, họ đến nói là tôi bị hen, nói thẳng luôn. Bác sĩ chữa hen cho tôi. Đêm tôi ngủ tôi khò khè dữ lắm. Nếu các bạn nghe phổi hai bên các bạn thấy sao? Rành rít đúng không? Rít kinh khủng rít. Nhưng mà nếu mà mình, các bạn có thời gian để mà nghe chỗ cái cổ không? Thường là mình không có thời gian để nghe đúng không? Không biết ở Bạch Mai các bạn như thế nào. Nhưng mà báo người lao động họ khảo sát ở bệnh viện Nhi Đồng 1, hỏi là các bác sĩ đó là tính ra đó là chỉ có 0,12 giây để khám cho một bệnh nhân. Xin lỗi 12 giây để khám cho một bệnh nhân. Các bạn thấy kinh khủng không? Nếu mà các bạn không có thời gian thì các bạn không có thời gian để mà khám. Cái tiếng rít nó sẽ phát từ trên cổ đúng không? Và sau đó nó lan mạnh ra hai bên. Mình không khám cổ thì mình nghĩ là hen, bệnh nhân lại biểu mình điều trị như hen. Thì tôi mới hỏi mấy bác sĩ ở Nhi Đồng 1 là 12 giây làm sao mà anh có thể khám được cho một bệnh nhân? Thì họ trả lời là người ta nói vậy thôi cô, chứ trên thực tế là làm gì tới. Không tới luôn. Cho nên nếu mà các bạn cũng lâm vào tình cảnh như vậy đó thì cái hô ký này cứu bạn. Đúng không? Tắc nghẽn ngoài và do dây thanh. Và đây là một trường hợp. Đương nhiên là các bạn không giữ để mà điều trị hen đúng không? Các bạn gửi tai mũi họng. Thì bệnh nhân đến bệnh viện, đến khoa tai mũi họng rồi quay trở lại cầm một cái tờ giấy và nói với tôi là bác sĩ chẩn đoán vậy. Biểu tôi mổ. Chẩn đoán là liệt cơ mở thanh quản hai bên, nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật. Thì ông này nói tôi không mổ, bác sĩ chữa hen cho tôi. Các bạn thấy dễ sợ không? Rất là dễ sợ ha. Nếu các bạn điều trị mà các bạn không có hô hấp ký, các bạn không có hình dung được. Bệnh nhân than là hen, mình nghe ranh rít hai bên. Cho nên giờ mà không có hô hấp ký tôi không có làm, không bao giờ làm. Liệt mở hai dây thanh, họ cũng tìm đến các bạn. Tại vì họ cũng rất là khó thở. Nhưng mà có một cái triệu chứng gì khác nữa các bạn? Liệt mở hai dây thanh. Bệnh nhân sẽ nói rất là khó. Tại vì khi nói hai dây thanh phải khép lại. Đây nó mở ra cho nên bệnh nhân phải lấy hơi để mà nói. Họ hều thào, họ thở để mà họ nói, các bạn nghe các bạn mệt luôn. Và họ sặc. Sặc. Tại vì dây thanh phải đóng lại khi mình nuốt hoặc khi mình uống. Cái này các bạn cũng gửi qua tai mũi họng. Đây là một trường hợp rất là may mắn là một em bé bị liệt khép dây thanh và bác sĩ định mổ. Nhưng mà bác sĩ họ gửi qua rất là cẩn thận. Họ nghe tiếng rít, họ sợ có hen, họ gửi qua cho mình thì thấy là vừa liệt khép dây thanh vừa hen. Thì đây là một trường hợp rất là may mắn. Thì nếu mà bạn này không được điều trị hen trước mổ thì có thể lên cơn hen trong khi mổ. Thì lúc đó các bạn có xử trí kịp hay không? Thì ít thôi, nhưng mà rất là kinh khủng là 2% sẽ mất não nếu mà bị kịch phát hen trong đợt phẫu thuật. Và đây cũng một trường hợp nữa, bác sĩ họ hỏi mình có hen không? Tại vì nó rít quá đi. Nhưng mà thật sự ra thì không hen. Mình gửi đi nội soi thì phù nề nếp thanh quản hai bên. Cái này cũng là một trường hợp khẩn cấp. Người ta sẽ chích hydrocortisone vào hai bên dây thanh
tại nó phù lên nữa thì nó sẽ khép dây thanh lại và bệnh nhân sẽ tắt thở. Ở đây cũng vậy các bạn, họ cũng tới với mình cũng than rất khó thở. Mình thấy cắt cụt, mình thấy rối loạn của dây thanh là các bạn bị nãy giờ là rành hết rồi đúng không? Bây giờ mình nhìn ra là mình biết liền đúng không? Và mình gửi tai mũi họng. Kết quả rất là tội nghiệp các bạn. Ung thư dây thanh. Ung thư dây thanh. Cho nên lúc nào nhận một bệnh nhân khó thở thì trong đầu các bạn cũng phải có 27 nguyên nhân ha, chứ không phải chỉ có hen và COPD. Đây cũng một trường hợp nó cực kỳ khó thở. Bệnh nhân ở Campuchia và được điều trị hen 3 năm trời. Các bạn thấy tắc nghẽn khủng khiếp không? Cả thì hít vào lẫn thì hít thở ra. Và đây là cái u hạ thanh môn. Cái này là mình rọi lớn ra thôi, chứ trên thực tế là nó xẹp tới như vậy. Hẹp tới nỗi mà mình không có thể đút cái ống nội soi khi quản qua cái đường dẫn khí được. Như thế thì các bạn vừa học xong cái phần tắc nghẽn không cố định, nhưng mà ở thì hít vèo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ học ở thì thở ra. Thở ra là thở ra ngoài, thì như vậy tắc nghẽn là nằm ở bên trong lồng ngực. Và đây là một cái mà các bạn phải luôn luôn cảnh giác là lao khí quản. Tụi tôi cũng không nhận biết được, cho nên mới cho làm hô hấp ký. Và khi mà mình nhìn thấy nó có một cái bình nguyên ở cái thì thở ra là không được rồi. Các bạn thấy nó phải là một cái cạnh của một hình tam giác không cân, đúng không? Cho nên khi mà cho đi nội soi phế quản sần sùi loét toàn bộ khí quản và lan xuống phế quản bên trái. Đây là một cái trường hợp mà mình rất là sợ. Và các bạn thấy là dù kinh nghiệm tới cỡ nào chúng tôi vẫn sốc. Còn đây là một bệnh nhân khoảng 40 tuổi. Thì ông này ông cũng than là ông khó thở về đêm. Cứ khó thở về đêm là lập tức là mình nghĩ tới hen đúng không? Nhưng mà không bao giờ mình làm mà không có hô hấp ký thì mình thấy tắc nghẽn trong lồng ngực rõ ràng rồi. Có một cái bình nguyên ở đây rồi. Và mình cho chụp CT. Các bạn thấy giống như là nó có hai cái bướu đè hai bên đúng không? Ở cái khí quản nó bị hẹp ngay cái chỗ này cho nên ông rất là khó thở. Nhưng CT đọc gì? Đọc là động mạch dưới đòn bên trái và động mạch chủ tạo thành một vòng cung chèn hẹp khí quản. Thế thì đây là cái dị tật của các ông này. Nội một việc là cái cung đại động mạch nó chia làm hai là đã bất thường rồi, các bạn thấy không? Mà lại cái động mạch dưới đòn trái á, nó lại mọc bên tay phải và nó tìm đường nó đi qua. Thế thì đằng trước, đằng sau nó siết lại. Thế mình gửi ai các bạn? Gửi bác sĩ nào? Ngoại lồng ngực. Ngoại lồng ngực. À, tôi cũng gửi bác sĩ ngoại lồng ngực. Thì tôi mới hỏi là anh làm sao? Thì anh mới bảo là các cái vòng suộng này nè là nó rất là cứng. Cho nên nó sẽ mài mòn các cái động mạch và vỡ và bệnh nhân đột tử. Cho nên dứt khoát phải phẫu thuật. Thì phẫu thuật làm sao? Thì anh mới bảo là anh sẽ cắt cái gốc động mạch dưới đòn trái nè. Anh về để anh cắn qua bên này. Các bạn nghe ghê không? Nó rất là sợ đúng không? Động mạch dưới đòn, cung đại động mạch. Tôi nghe tôi cũng sợ. Tôi mới hỏi anh dự hậu sao? Thì anh bảo thường là chết. Nhưng mà nghe chuyện này xưa rồi. Bây giờ tôi hỏi lại các bác sĩ ở Bệnh viện Thống Nhất thì họ bảo không, họ mở thường lắm rồi, ông không chết nữa đâu. Nhưng mà cái ca này cũng hơi lạ đó. Các bạn gặp ở Nhi nhiều hơn. Ca này 40 tuổi rồi, ông mới cảm thấy khó chịu. Cũng như vậy các bạn ha, mình nhìn cái là mình thấy là bất thường ở trong lồng ngực liền đúng không? Rồi các bạn chụp CT hoặc là hình một cái u trung thất rất lớn ở đây. Đây hình CT. Đây một cái hình cũng cực kỳ luôn á, là cắt hết luôn cái thì thở ra. Là do một cái bướu giáp thòng, thòng xuống tận bên trong lồng ngực. Thì các bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt bớt bướu giáp để giải phóng cái vùng ở bên trong lồng ngực. U phổi cũng như vậy các bạn ha. Các bạn thấy một cái u phổi rất lớn. Hô hấp ký thấy được. Và đây là một bạn nữ trẻ 20 tuổi. Ho hoài luôn. Thì tụi tôi chữa như hen dặn ho. Nhưng cũng không hết. Nếu mà mình, các bạn nhớ các bạn
các bạn điều trị hen cho các bạn 2 lần điều trị, mỗi lần 1 tháng. 2 lần điều trị mà thất bại thì chắc không phải là hen. Thế thì người này cũng vậy, vẫn ho. Thì mình nhìn lại thì mình thấy là rõ ràng là nó có một cái bất thường ở trong lồng ngực. Và rất là may là chụp CT thì thấy là một khối đậm độ mô mềm nằm trong trung thất trước trên. Cũng rất là sợ, sợ ung thư, sợ leo, sợ cái gì đó cho cô đó. Nhưng cũng rất là may, đây là chỉ là một cái mô tuyến ức. Tuyến ức lẽ ra là nó phải teo đi rồi, nhưng cô này còn rất là lớn. Cho nên nó làm cho cô ho hoài. Còn ca này nếu các bạn gặp thì không bao giờ các bạn quên được, đúng không? Nó giống như cái mỏ con chim bồ nông vậy. Bệnh nhân hít vào thì rất là tốt, nhưng mà tới lúc thở ra thì cái áp lực của cái vòng ngoài ngực nó dương lên thì nó sẽ đóng cái đường thở lại. Thì bệnh nhân bị mềm suộng khí quản. Thì các bạn sẽ làm nội soi để xác định là mềm suộng khí quản và điều trị phù hợp. Đây là một cái trường hợp cũng hết sức là đặc biệt mà cũng thuộc loại khó đó. Đây là một em bé 8 tuổi, ho, khò, khè, khó thở về đêm. Cha mẹ cũng nghèo, đi chữa ở ngoài thì bác sĩ chẩn đoán là hen. Một năm trời không hết. Sau đó bà mẹ khai thêm là con trào cái dịch ra ngoài. Bác sĩ chẩn đoán thêm là hen cộng với trào ngược, cũng không hết. Thì khi mà đi vào bệnh viện đại học y dược thì mấy bác sĩ của tôi là cực kỳ giỏi, thấy được một cái bất thường ở thì thở ra. Các bạn khó thấy ha. Đây thì thở ra lẽ ra là nó phải từ cái nối này tới cái nối này gạch thẳng xuống, thì nó lõm xuống và nó có bình nguyên. Và bác sĩ này cũng rất là giỏi cho chụp hình phổi thẳng và nghiêng. Thì các bạn thấy ở đây là cái gì các bạn? Mực nước hơi. Như vậy nó nằm ở đâu? Nằm trong thực quản, nằm trong thực quản hoặc là túi thừa thực quản. Và rõ ràng là vì cái thực quản nó bị co thắt tâm vị cho nên là nó mới ứ cái dịch ở đây. Và đồng thời nó đẩy khí quản ra phía trước. Cho nên em khò khè, khó thở và trào dịch ra ngoài. Đây là cái hình ảnh uống Baris. Các bạn thấy nó xuống không được. Các bạn thấy không, xuống không được. Nội soi thì rõ nữa, biết hẳn luôn. Nông ra. Hết hen, hết khò khè, hết khó thở, hết trào ngược. 8 tuổi. Thì ca này là một cái ca rất là hay, cho nên là thầy Chinh là một người một đời làm x-quang á, nói là đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một ca co thắt tâm vị ở 8 tuổi. Thì tôi mới hỏi thầy Nguyễn Đình Hối là giám đốc, là cái co thắt tâm vị là như thế nào, có thường gặp không? Thì thầy bảo cũng thường gặp, nhưng mà gặp ở những người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp như các bạn ở đây, thất tình. Cho nên cái ca này là được đăng báo quốc tế liền, tại vì nó quá lạ, quá hiếm các bạn ha. Co thắt ngoài lồng ngực. Và chúng ta qua lần thứ ba là tắc nghẽn cố định ở cái đường dẫn khí lớn, hít vào cũng bị, thở ra cũng bị. Thì cái này có thể bên trong hoặc có thể bên ngoài lồng ngực. Thì hẹp khí quản. Các bạn thấy ha, các cục rõ ràng, rất là rõ ràng. Hoặc do dị dạng phế quản. Sau khi các bạn đặt nội khí quản, các bạn đặt cái áp lực lớn quá, các bạn cái đường kính nhỏ quá, các bạn không chăm sóc đủ, thì người ta bị xẹo hẹp khí quản. Đây các bạn coi, đáng lẽ nó lớn như vậy thì nó hẹp tới đây. Hẹp tới đây. Và những bệnh nhân này là được chữa hen mênh mông luôn, không biết mấy năm luôn. Sâu leo, cái lao khí quản là rất là dễ sợ các bạn ha. Hẹp nội khí quản, sâu leo. Bệnh nhân này mở miệng ra là nấm suốt luôn, là tại vì xịt các loại corticoid dạng hít là mênh mông không biết bao nhiêu năm trời. Nếu các bạn có hô hấp ký làm sao mà các bạn chẩn đoán là hen được, đúng không? Đây cũng vậy các bạn. Cắt cục, hít vào, cắt cục, thở ra. Và lúc nào cũng muộn. Một cái u khí quản chiếm 50% lòng khí quản.
muộn quá rồi, muộn đúng không? Lần u này thì cực kỳ ác rồi. Đây cũng là một cái trường hợp, một bạn trai 25 tuổi ho khò khè khó thở, rất rất là khó thở, ở một cái tỉnh và điều trị ở đó 8 tháng trời không hết hèn, điều trị như hèn. Lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị thêm 2 bệnh viện tư nữa, thêm 2 tháng nữa cũng không hết hèn, thì cuối cùng mới đến Đại học Y Dược. Thì các bạn nhìn là các bạn thấy rồi đúng không? Cắt cục, cắt cục. Làm gì các bạn? Làm gì tiếp? Làm gì tiếp? Hoặc nội soi hoặc CT. Nhưng nội soi thì đỡ hơn á, đỡ ăn tia hơn đúng không? Nội soi, một cái polyp. Quá không các bạn? Các bạn tưởng tượng đi, 10 tháng các bạn có cái polyp vậy, các bạn thở làm sao chứ? Mất hết việc làm, tốn bao nhiêu tiền, rất là tội các bạn ha. Và polyp thì dễ mà đúng không? Thòng cái dây vào cắt đốt. Đây, sau khi cắt polyp, các bạn thấy đẹp không? Nó đáng lẽ người ta phải được như vậy ngay khi người ta tới khám các bạn, đúng không? Cho nên mình bác sĩ phải giỏi, đúng không? Mình không giỏi, bệnh nhân tội lắm. Như nãy các bạn thấy rồi, cũng đây là tắc nghẽn cố định. Để rất muộn, rất lâu, nhiều năm, nhiều năm. Và đây là cái hình mà tôi muốn các bạn nhớ thật là kỹ, nhớ thật là rõ. Tắc nghẽn một nhánh phế quản chính. Tắc nghẽn một nhánh phế quản chính. Thì các bạn thấy đây. Đây là một phụ nữ 23 tuổi. Ho, khò, khè, khó thở. Xét nghiệm đàm tìm vi trùng lao 3 lần âm tính. Các bạn tin không? Các bạn tin cái xét nghiệm trực tiếp tìm vi trùng lao? Nó là âm tính giả 40%. Cho nên các bạn đừng tin. Nhưng mà cô này lại có hơi hơi đáp ứng với test giãn phế quản nữa. Điều trị hen. Điều trị hen. Thế thì cô điều trị hen thì đương nhiên là không hiệu quả đúng không? Cho nên lần cô gặp lại là cô gặp, lúc đó là cô gặp tôi. Tôi nhìn như thế này là tôi biết rồi, không được rồi. Có cái gì đó ở trong lồng ngực rồi mà mình bắt buộc mình phải làm cái nội soi rồi. Nội soi. Viêm loét phù nề niêm mạc khí quản, bề mặt động nhiều giả mạc trắng đục. Viêm phù nề giả mạc làm bít gần hoàn toàn phế quản trái. Thì như vậy là các bạn thấy là đây là khí quản, đây là phế quản phải, đây là phế quản trái. Không thấy gì nữa hết. Các bạn ha, không thấy gì nữa hết. Rất là kinh khủng. Tức là nó đã bít luôn cái phế quản bên trái rồi. Cho nên bây giờ mình nhìn lại. Bây giờ trong 6 cái hình này, thôi giờ nói thẳng luôn đi, thì thở ra hình thứ tư, các bạn nói cho tôi nghe đi, các bạn thấy cái gì ở đây? Hình đường thở ra hình thứ tư, các bạn tả cho tôi nghe đi. Thì thở ra đường thứ tư bị cái gì? Không cắt cổ, nó còn hình tam giác mà. Gập khúc hoặc là gập góc. Gập góc thì thở ra tương đương với tắc nghẽn một nhánh phế quản chính. Rồi, cái câu đó là câu thần kỳ. Gập góc thì thở ra là tương đương với tắc nghẽn một nhánh phế quản chính. Bệnh nhân này là nam hay nữ? Nữ, già hay trẻ? Nữ, trẻ tuổi, gập góc một nhánh phế quản chính. 99% là lao, nội mạc khi phế quản. Rồi, các bạn ha. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Mình sẽ chữa lao cho người này và làm gì nữa các bạn? Kiểm tra toàn bộ gia đình, đúng không? Thì nó ở ngay trên cái đường dẫn khí. Đây các bạn, thường nằm bên tay trái thì các bạn vẫn học là bên tay phải là dị vật, đúng không? Rơi xuống, thẳng xuống bên phải. Còn bên này nó nằm ngang một chút. Cho nên thường ở bên trái là vì dễ động đàm hơn. Tại sao là nữ? Nữ người ta mắc cỡ, người ta không có khạc nhổ sùm như mấy ông đàn ông, cho nên là dễ động đàm hơn. Về hẹp, rất là dễ sợ các bạn ha. Trên hình CT thì đây là phế quản phải, đây là phế quản gốc trái, hẹp còn một chút xíu.
nếu không được điều trị, phổi sẽ xoắn lại. Cái sẹo lao rất là kinh khủng, nó sẽ xoắn lại, xẹp một bên ngực. Các bạn hình dung đi, nữ trẻ tuổi một bên lép, một bên nở, thậm chí tử vong. Nhưng mà người này cũng rất là hên, thì chúng tôi cho đặt stent. Sau một thời gian thì nở ra lại, sanh được một đứa con gái. Nhà này rất là vui các bạn ha, rất là vui. Các bạn nhớ nha, gập góc một nhánh phế quản trái. Bây giờ thì mình giàu rồi đúng không? Bia rượu cũng nhất nhì Đông Nam Á rồi. Cho nên là các bạn sẽ có những cái bị ngáy và ngưng thở lúc ngủ. Thì các bạn cũng có thể phát hiện được bằng hô hấp ký. Nó cũng rung, nhưng mà nó không có nhanh nhiều như là của dây thanh. Các bạn ha. Và rất là nguy hiểm là tại vì nó làm ngủ gục ban ngày, nó làm các tài xế mà cứ lao vào đường này đường kia là toàn là ngưng thở lúc ngủ về đêm. Và sau đó sẽ ngủ gục ban ngày. Tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Cho nên là các bạn phải phát hiện được. Thì các bạn cho đo ngưng thở lúc ngủ, ngay 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 ngưng thở. Đấy. Ngưng thở, ngưng thở. Thì mỗi một lần mà ngưng thở như vậy thì SpO2 hạ xuống. Mỗi lần SpO2 hạ xuống thì hệ giao cảm bị kích thích, nhịp tim nhanh, huyết áp nhanh. Thì tụi tôi có những bệnh nhân tai biến mạch máu não ngay trong lúc làm đa ký giấc ngủ. Còn các nguyên nhân hô hấp khác, các bạn nghĩ đây là bệnh gì? Một người đàn ông 32 tuổi có hút thuốc lé, làm tài xế. Các bạn nghĩ bệnh gì? Tắc nghẽn, không hồi phục. Các bạn nghĩ bệnh gì? COPD, đúng không? Tụi tôi cũng nghĩ COPD. Tại mấy ông tài xế là nguy cơ COPD cao. Điều trị như COPD ha. 3 tháng sau. Thấy sao các bạn? Thì ghê hơn nữa đúng không? Vậy là trật rồi đúng không? Trật rồi. Trật rồi, bây giờ mình làm gì? Chụp cắt lớp hoặc là tụi tôi thích nội soi hơn, tụi tôi ít ăn tia hơn. Nội soi di vật nghi là xương cá, có mô hạt, tức là sao các bạn? Có mô hạt là sao? Là lâu rồi đúng không? Cho nên là phải gấp di vật bằng ống cứng ở phòng mổ, tại vì sợ lủng đúng không? Gấp ra cái gì? Gấp ra cái răng. Các bạn có biết một cái răng giả mà gắn ra gắn vô được không? À, tại sao ông hít cái răng này vô mà ông không biết? À, mà, lúc đó tôi bị một cái tai nạn. Cách đây 6 năm. Thì tôi bất tỉnh mà. Thành ra lúc thức dậy tôi nghĩ nó văng ra ngoài. Tôi không có ngờ là tôi hít vô. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ là hễ dị vật là có một cái hội chứng gì các bạn. Hội chứng xâm nhập. Khó thở lúc đó đúng không? Nhiều khi giấu hoặc là không biết. Các bạn phải cẩn thận cái dấu ha. Ví dụ như một người già đi ăn tiệc về mà tự nhiên không nói gì nữa hết á, là các bạn phải nghi là hít phải dị vật rồi á, không nói gì. Rồi hít xong rồi gấp ra rồi bị gì các bạn? COPD thật COPD thật. Cho nên các bạn có một cái hình hết sức là đặc biệt, là cái hình tắc nghẽn do dị vật. Do dị vật. Mình không nghĩ tới đúng không? Rất là không nghĩ tới. Cho nên phải cảnh giác. Và một cái nữa làm cho chúng tôi rất là nổi tiếng đó là hội chứng tăng phản ứng đường dẫn khí sau viêm, sau Covid, sau cảm cúm, sau cảm lạnh, sau một cái làm việc gắng sức, sau một đợt lạnh, bệnh nhân ho không dứt và được các bác sĩ điều trị kháng sinh một đợt, hai đợt, ba đợt, bốn đợt. Các bạn sẽ thấy có thể là có đáp ứng thuốc giãn phế quản, nhưng mà tiền căn không có gì là hen hết. Thì các bạn sẽ điều trị như hen bậc 4 một thời gian, ho rất là nhiều, các bạn có thể cho Montelukast thì sẽ hết. Giãn phế quản thì dễ rồi các bạn ha. Leo, đây các bạn nhớ nha.
Bệnh nhân này đứng trước mặt tôi cầm bình Ventolin xịt xịt, bác sĩ trị hen cho tôi. Viêm tiểu phế quản nhãn tắc lan tỏa thì này hiếm hơn. Thuyên tắc phổi lần đầu tiên thì cũng y hệt như hen, nhưng mà trên bệnh sử thì các bạn sẽ thấy khác. Hội chứng hạn chế thì các bạn nhớ là nó có cái nón của phù thủy các bạn ha, nhọn giống như thế này. Giờ sơ phổi, các bạn chỉ có thể thấy một hình thôi, một hình trong sáu hình, cho nên tôi rất là thích. Nó phải tách ra để các bạn có thể thấy được. Yếu cơ cũng là một tình trạng các bạn cũng rất là dễ gặp. Và các bạn phải đo với phế thân ký hoặc là những cái đơn vị nào mà có mít mét, thì các bạn thấy là cái lực hít vào của người này chỉ được 74%, lực thở ra còn yếu hơn nữa, được 42%. Thì nó yếu cơ, thì các bạn sẽ gửi đến các bác sĩ cơ thần kinh hoặc là phục hồi chức năng. Còn các nguyên nhân ngoài hô hấp, suy tim thì cũng dễ rồi các bạn ha, nhìn phim mình thấy, và trên hô hấp ký mình cũng thấy hội chứng hạn chế chứ không có hội chứng nhãn tắc. Như thế các bạn đã đi qua các nguyên nhân khó thở: bưu giáp, VCD, liệt dây thanh, phù nệ dây thanh, tắc nghẽn trong lồng ngực, tắc nghẽn cố định, hội chứng hạn chế, ngưng thở khi ngủ, dị vật, vân vân. Và nhớ là cường giáp và tâm thần kinh cũng gây khó thở. Thế thì điều thứ nhất lâm sàng, điều thứ hai hình ảnh học, điều thứ ba thăm dò chức năng, ít nhất cũng phải có một cái hô hấp ký, có test dạng phế quản và chẩn đoán ra cho được bị cái gì trong 27 nguyên nhân. Xin cảm ơn.